Wow, chị Thu Phương vào được rồi, giỏi quá, chào chị. Em chào mọi người, chào cô Ngọc Anh. Hôm nay nhìn thấy những học viên ở trong lớp diện chuẩn ABC như là Hạnh Hồng nè, Nguyễn Thảo nè, Dũng nè, chị Loan này. Trời ơi, chị Bích Loan cũng vào đây học lại sao? Rất là vui khi mà mọi người vẫn còn tương tác và tiếp tục học. Liễu Nguyễn nè, Thanh Maria nè. Hôm nay thì đây là giờ khung giờ học của lớp làm đẹp và cái đề tài mà trước hỏi thận thì Ngọc Anh thấy rằng rất là nhiều người quan tâm nên không mình muốn mở một cái buổi tìm Zoom người mà ta có thể đứng làm chứ không chia sẻ được cho nhiều người biết hơn. Mọi người chú ý là tắt mic giúp em khi mà vào phòng Zoom để âm thanh truyền đến mọi người được tốt nhất nhé. Rồi mình sẽ có cây cào hai đầu, nếu mà ai có cây cào hai đầu thì chuẩn bị ra. Nếu mà ai mà không có cây cào hai đầu mà lại có lược mini thì cũng hãy chuẩn bị ra. Một cây búa nhỏ. Và nếu mà không có cào hai đầu mà có cái cây là cào nhỏ lăn đinh thì cũng có thể lấy ra. Một cây sao chổi và một cây giò sừng, hoặc là chỉ cần là cái đầu giò thôi, mọi người chỉ cần một cái đầu giò thôi. Hôm nay mọi người em sẽ chia sẻ hướng dẫn ở nhiều cấp độ. Cấp độ là không có gì trong tay vẫn có thể làm được, và cái cấp độ là mình có full dụng cụ thì mình cũng có thể làm được, và cấp độ là mình có một dụng cụ thôi thì mình cũng có thể sử dụng cái dụng cụ đấy như thế nào để làm được. Nên buổi chia sẻ này không phải phụ thuộc vào dụng cụ hay là vào bất kỳ một cái thuốc hay là phương tiện gì cả. Buổi học ngày hôm nay thì sẽ giúp chia sẻ cho mọi người hiểu được cái nguyên lý làm việc của phương pháp diện chẩn trên cơ thể của chúng ta, và sẽ giúp cho mọi người là từ một cái bệnh sỏi thận này thôi. Mình cũng sẽ có được cái tư duy để mà mình xử lý tất cả những cái vấn đề khác. Mọi người đã sẵn sàng vào buổi học chưa ạ? Em đã tắt mic của mọi người đi rồi nên là mọi người muốn nói gì mọi người phải bật mic lên ạ. Bật lên xong lại tắt đi, nói xong lại tắt đi luôn ạ. Ba mươi lăm người đang vào học. Âm thanh mọi người nghe có rõ không ạ? Rõ lắm cô. Ok, cảm ơn mọi người. Rõ lắm em. Dạ. Không biết là lớp mình chị Thảo ở Pháp, chị Thanh ở Pháp, mọi người đã vào được hết chưa ạ? Hôm nay đông quá không nhìn thấy mọi người. Nhìn thấy chị Huyền ở Yên Bái rồi. À, nhìn thấy chị Thanh rồi, chị Thanh Bùi rồi. Rồi mình sẽ đóng cửa phòng Zoom nhá. Giờ mình sẽ đóng cửa để mình tập trung vào việc chia sẻ hơn. Nếu mọi người cứ đi ra đi vào thì sẽ lock meeting này. Okay. Vậy là mình đã đóng cửa phòng Zoom rồi, bây giờ là sẽ không ai vào được nữa đâu ạ. Mọi người đã nhìn thấy màn hình chia sẻ của em chưa ạ? Rồi. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đang TV. Mọi người tắt mic giúp nha. Khai báo y tế à? Dũng ơi, mình có thể chuyển quyền host cho bạn để bạn kiểm soát cái mic của mọi người giúp mình được không?
Ừ, không vấn đề gì. Ok, cảm ơn Dũng. Ok, bạn Dũng sẽ kiểm soát phần mic giúp lớp học nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần chia sẻ. Thì thời điểm mà Ngọc Anh học diện chẩn là cuối năm 2014. Lúc đó thì rất là may mắn được học diện chẩn cùng cô Nguyễn Thị Quốc Khánh. Cô Quốc Khánh thì là chủ tịch hội diện chẩn ở Hải Phòng. Và cô Quốc Khánh thì cũng là học trò khóa đầu của thầy Bùi Quốc Châu từ những năm 1988. Và cô Quốc Khánh thì lại còn là mẹ đẻ của cô Đinh Hương Thảo nữa. Mọi người thấy là em được ở trong một cái môi trường có tuyệt vời không ạ? Thì em nghĩ rằng đấy cũng là cái may mắn của bản thân em. Khi mà mình bắt đầu biết đến diện chẩn thì mình được gặp những thầy cô, mình được làm việc ở trong những môi trường vô cùng là tuyệt vời. Thì khi mà cái thời điểm mình học diện chẩn như vậy ấy, thì mình có một cái gọi là cái tự 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 chủ trong cái con người mình ấy, là vì mình cho rằng là mình hiểu biết rất là nhiều, nên là mình học cái gì thì mình cũng giữ một cái tâm thế là tôi chưa tin ngay đâu, tôi phải đi tìm hiểu xem là tại sao lại như vậy. Tuy nhiên thì bản thân em thấy rằng là khi mà mình có được một cái phản biện như vậy ấy, thì nó cũng giúp cho mình là đào sâu hơn vào các cái vấn đề khi mà mỗi ngày mình tiếp xúc với diện chẩn. Và với cái làm tan sỏi thận này thì cũng như vậy. Làm sao mà diện chẩn có thể làm tan được sỏi ở trong thận cơ chứ? Mọi người thấy ở trên các diễn đàn, ở trên các cái kênh hướng dẫn nào là phải uống dầu ô liu, rồi là phải làm thải độc này nọ thì mới có thể làm tan được sỏi, đẩy được sỏi ra bên ngoài, đúng không ạ? Tuy nhiên thì bản thân em cũng đã thử qua tất cả những cái cách đó và mình thấy là nó không hề dễ dàng và thực sự là nó cũng không tự nhiên nữa. Với cái việc mà làm tan sỏi thận bằng diện chẩn ấy, thì khách hoặc là học viên đến văn phòng diện chẩn của em hồi đó để làm ấy cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì em cũng vừa làm vừa không thực sự tin lắm, bởi vì mình vẫn cứ có một cái thắc mắc là trời ơi, làm sao một cái viên sỏi cứng như thế mà lại có thể đẩy được ra. Cho đến khi mà tận tay mình làm một cái ca đầu tiên là một cái anh bệnh nhân này. Anh này thì anh em 40 tuổi và anh em khi mà đến văn phòng diện chẩn hồi đó em đã mở một cái văn phòng khác. Sau 2 năm làm việc cùng với cô Quốc Khánh thì mở một cái văn phòng làm đẹp khác 2018. Thì anh ấy tới trong cái tình trạng là bác sĩ nói là phải mổ rồi. Và anh ấy không muốn mổ bởi vì anh ấy sợ đụng dao kéo vào người. Tuy nhiên thì đau tái mặt mũi đi, đau quá rồi. Tức là cái cách mà hôm nay em chia sẻ ấy, là các cái bước mà xử lý cấp cho một người chuẩn bị lên bàn mổ rồi, chứ không phải là chỉ là đi siêu âm và báo là có sỏi nữa. Nên đây sẽ là cái cách mạnh nhất. Em sẽ chia sẻ từ những cấp độ là nhẹ cho đến là cấp cứu ngay cái lúc đó. Thì cái anh này á, là lúc anh ấy đi vào văn phòng em á, là mặt mũi tái mét, đau đớn, toát mồ hôi lạnh ra. Thì sau câu đúng một tiếng làm tất cả những cái bước này thôi thì anh ấy đi ra. Lúc đó em còn nhớ là cả một cái văn phòng em lúc đấy là đang có học viên ngồi học rất là đông. Thì sau khi mà anh trị liệu xong anh đi ra, anh nói là trời ơi, tôi hết đau rồi. Cái phương pháp gì mà hay quá vậy trời. Mọi người học đi nhé. Trời ơi, một người bệnh mà đến văn phòng mà gặp những người học viên họ đang học mà lại còn khuyên người ta là học đi nhé. Đấy là cái câu chuyện mà buồn cười nhất mà em vẫn nhớ cái anh bệnh nhân mà chữa sỏi thận đấy. Thế và sau đấy thì anh ấy chữa 10 buổi nữa. Và khi mà anh ấy đi khám bác sĩ ấy, thì bác sĩ nói là trời ơi, anh làm cái gì mà cái đống sỏi của anh nó lại thành bùn hết và nó chuẩn bị được đẩy ra hết khỏi thận của anh rồi. Thì cả văn phòng lúc đó là vô cùng là hạnh phúc và mừng rỡ.
Nên là đến khi mà gặp bố chồng của em thì em cũng chỉ làm có 3 buổi thôi theo các cái bước này. Và bố chồng em nói là bố chồng em tiểu luôn ra sỏi, tức là tiểu luôn ra cái kiểu bùn màu xanh lục ấy. Bố chồng em không có tiện chụp hình lại nên là không có lưu lại, nhưng mà vì đấy là bố chồng của mình rồi mà. Bố chồng em thì là bị là đêm 30 đi cấp cứu, tức là cái viên sỏi đấy nó rơi vào đường tiết niệu và nó to là 5 mm, đường kính ấy, là 5 mm, nó rơi vào đường tiết niệu và nó gây ra sốt đau buốt, không di chuyển được, ngủ cũng không được mà ăn cũng không xong. Nhưng mà 30 Tết rồi thì không có ai mổ cho cả, và bác sĩ hẹn là đến mùng 4 Tết thì mới quay lại để mổ. Tuy nhiên thì mùng 1 Tết là đau lắm rồi, đi chúc Tết là không thể nào mà nói được lên lời nữa rồi. Và đến chiều mùng 1 thì gọi điện cho em nói là thôi bây giờ con phải lên con giúp cho ba giảm đau như thế nào rồi đợi đến mùng 4 đi mổ thôi, chứ như này thì đau quá không chịu nổi. Và mọi người có tưởng tượng được không là em chỉ làm có 3 lần thôi, giảm đau sau mỗi một lần làm, và đến lần thứ 3 thì tiểu được ra luôn. 3 lần đấy là em làm liên tục, là từ chiều mùng 1, sáng mùng 2 và chiều mùng 2 thì đã được giải quyết gọn gọn lẹ. Đến mùng 4 đúng ngày hẹn của bác sĩ đi đi mổ ấy thì không đi mổ nữa mà đi du lịch, đi lễ chùa. Sau đấy là đến tận 2 tháng sau mới quay lại bệnh viện để kiểm tra cái viên sỏi đấy và không thấy nó đâu nữa. Và đặc biệt là từ đó đến bây giờ thì không còn bị lại nữa. Bởi vì những cái người mà đã có cơ địa mà tạo sỏi ấy thì rất là dễ bị lại nếu mà mổ hoặc là uống thuốc. Đó, nên là đấy cũng là cái cảm hứng để mà hôm nay thì em muốn chia sẻ cái cách mà mình suy nghĩ và cái nguyên lý tại sao mà diện chẩn lại có thể xử lý được sỏi thận nhá. Mình cũng bắt đầu ạ. Như mọi người thấy, mọi người đã biết thì diện chẩn là một phương pháp dựa trên cái nguyên lý phản xạ học. Cái ngành phản xạ học ấy thì đã được phát triển rất là lâu đời trên thế giới rồi. Nhưng mà diện chẩn thì lại còn là phản xạ học đa hệ nữa. Và đây là một phát minh của thầy Bùi Quốc Châu. Tất cả mọi người vào đây thì chắc chắn đều biết đến thầy Bùi Quốc Châu rồi. Và em thì chỉ là người chia sẻ lại cái kinh nghiệm khi mà em thực hành phương pháp này thôi. Về cái nguyên nhân mà gây sỏi thận thì mọi người chỉ cần gõ cái từ khóa này lên Google thôi thì nó sẽ có vô vàn nguyên nhân. Tuy nhiên, cái nguyên nhân mà em muốn nhấn mạnh ở đây đó là hai cái nguyên nhân chính, là mình ăn muối, ăn mặn một ngày ấy, quá nhiều lần trong ngày. Bây giờ ví dụ như ở Việt Nam em quan sát đi thì mọi người thường là sáng cũng ăn hủ tiếu, trưa cũng ăn cơm canh mắm muối và đến tối cũng ăn cơm canh mắm muối. Tức là muối là xuất hiện đủ 3 bữa, và thậm chí là mọi người còn có cái món muối tôm để chấm hoa quả nữa, đến ăn hoa quả cũng chấm với muối nữa. Cái nhu cầu, cái thói quen ăn muối ấy, quá là phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Nên cái lượng muối vào cơ thể nó bị dư thừa. Và khi mà muối dư thừa ở trong cơ thể, mình lại không có vận động, không có đổ mồ hôi để xả muối, thì nó gây, thứ nhất là nó làm gọi là bào mòn các cái thành mạch máu, các cái gân cơ khớp, rồi nó tích tụ lại ở trong thận, rồi nó làm tích tụ các cái loại u xơ cục ở rất nhiều bộ phận khác, tử cung vân vân. Nên là cái việc mà mình ăn thừa muối ấy, vô cùng nguy hiểm. Mình nên tập cái thói quen là mình phải ăn lạt lại. Nên là nguyên nhân thì có rất nhiều, và trước khi mà mình trị liệu cái phương pháp diện chẩn này cho bất kỳ ai á thì mình cũng cần phải tìm cái nguyên nhân. Mình hỏi thật là cặn kẽ tại sao họ lại bị cái bệnh này. Thì lúc đó diện chẩn của mình mới có thể đưa ra được một cái phác đồ mà hiệu quả nhất cho cái người đó. Thì ở cái phần sau về giải pháp em sẽ chia sẻ chi tiết hơn.
Mọi người có thể giơ tay xin phát biểu ở bất kỳ lúc nào trong cái quá trình mà em chia sẻ nhé. Cô ơi, chị Mạc Phương Thảo xin phép vào muộn ạ. Cô có thể mở khóa cho chị vào. Bây giờ thì mọi điều khiển phòng thì sẽ do bạn Dũng. Nên là mọi người sẽ có thể chat riêng với Dũng để nhờ Dũng hỗ trợ nhé. Mình sẽ tập trung vào việc chia sẻ thôi. Xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Và cái nguyên lý tác động của diện trần ấy, nếu mà ai mà chưa từng ở trong một cái trường hợp khẩn cấp nào đấy thì chưa cảm nhận được cái hiệu quả của việc tác động bằng diện trần. Tuy nhiên ấy, cái nguyên lý tác động của diện trần thì nó vô cùng là nó có một cái sự gọi là nhạy bén, và nó có một cái nhạy phải khi mà mình ở trong cái trường hợp khẩn cấp đấy thì mình mới cảm nhận được sâu sắc cái tác dụng của nó. Em xin kể một cái trường hợp bản thân em đã trải qua. Đó là hôm đó là đi dạy cùng với cô Thảo cho người nước ngoài, thì họ bật cái phòng điều hòa rất là lạnh. Họ bật phải đến 15, 16 độ gì đấy. Bởi vì họ ở bên Dubai qua, họ rất là nóng. Thì họ ở Sài Gòn, họ rất là nóng, họ bật phòng điều hòa rất là lạnh. Thì em ngồi ở trong cái phòng điều hòa đó và set up máy móc các thứ cho cô Thảo. Thì mọi người biết không, là ngồi từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều mà không có nghỉ, không có ăn trưa gì hết. Chỉ có ăn sáng thôi, xong ngồi đến tận giờ đó. Cũng không có nhớ là nguyên nhân tại sao mà lại phải ngồi như vậy. Thì đến 4 giờ chiều, mọi người tưởng tượng là đói, lạnh, run hết cả chân tay. Thì lúc đấy mình đang phụ máy cho lớp rồi thì mình không thể bỏ vị trí đi được. Thì lúc đấy là trong tay là có cái cây sao chổi này. Và ngay lập tức thì mình nhớ ra là mình làm 6 vùng phần chiếu hệ bạch huyết. Và ngay lập tức sau khi mà mình làm xong ở trên mặt thôi thì cả người nó ấm áp và mình lại tiếp tục công việc một cách bình thường. Thì cái mình cảm nhận được ở đây ấy, là cơ thể mình nó rất là một cái cỗ máy rất là tinh vi. Nó có thể cân bằng, tự cân bằng, tự điều chỉnh, tự chữa lành. Và diện trần chính là một cái công cụ, một cái phương tiện để mình giao tiếp được với cơ thể mình đúng lúc. Thì cái này nó là một cái, nó dựa trên cái nền tảng nguyên lý là phản xạ học. Và ở diện trần thì là phản xạ học đa hệ. Nếu mà mọi người gõ lên trên Google thì cái lịch sử của cái ngành phản xạ học này đó đã cả ngàn năm rồi. Nên là nếu mà diện trần mà không được công nhận hay là chưa được công nhận thì nó chỉ là tính về mặt thời gian thôi. Còn cái ngành phản xạ học thì ở trên thế giới nó đã phát triển rất là nhiều rồi. Cái đặc trưng đặc thù của diện trần đấy chính là phản xạ trên vùng mặt. Còn các cái ngành phản xạ khác thì nó ở trên chân, trên tai, vân vân. Còn thầy, như thầy Bùi Quốc Châu nói là trời dành lại cái mặt cho người Việt Nam. Nên là mọi người khi mà tìm hiểu phương pháp diện trần, và khi mình là người Việt Nam thì mình có quyền tự hào về phương pháp diện trần, về thầy Bùi Quốc Châu và về ngôn ngữ văn hóa tiếng Việt của mình. Và và bây giờ thì em sẽ nói luôn vào các bước thực hiện. Chắc chắn là mọi người khi mà xem lại cái video này thì sẽ nói rằng là trời ơi, chia sẻ nhiều quá. Nhưng mà tất cả những cái thông tin đó là tiền đề để mọi người có cái niềm tin vào việc là mình sẽ bắt đầu thực hành. Thì các bước thực hiện ở đây chia sẻ, mọi người có thể là không cần phải làm đủ tất cả các bước nếu mà mình chỉ là chăm sóc cơ thể hoặc là chăm sóc quả thận mỗi ngày thì mình không cần phải làm đủ tất cả các bước. Tuy nhiên nếu mà đây là trong tình trạng cấp, tức là chuẩn bị phải lên bàn mổ rồi đấy, thì mình chỉ cần làm đủ các cái bước này. Và nếu mà người sỏi nhỏ dưới 1cm thì chỉ sau 2-3 lần là sỏi sẽ ra. Còn nếu mà nhiều, cái số lượng rất là nhiều và cần phải mổ ấy, thì nó sẽ phải 10, 15, 20 ngày, thậm chí là làm cả tháng luôn. Đó. Thì bước 1 sẽ là cào đầu. Bước 2
sẽ là làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Em sẽ trình bày tất cả các bước, sau đó mình sẽ đi vào chi tiết từng bước một sau nhé. Bước 3, mình sẽ gạch các huyệt bộ vị bằng cây dò huyệt. Bước 4, mình sẽ gõ búa các vùng huyệt bộ vị. Bước 5, mình sẽ dò sinh huyệt. Bước 6, mình sẽ dùng cây cào nhỏ. Để làm gì thì một lát nữa em sẽ hướng dẫn. Và bước 7 là bước kết thúc, mình sẽ dán cao. Và bây giờ mình sẽ đi vào phân tích từng bước một tại sao lại làm như vậy và hướng dẫn cách làm. Với bước 1 cào đầu thì mình có thể sử dụng cây cào hai đầu. Nếu mọi người đã có cây cào hai đầu ở nhà thì mọi người có thể sử dụng cây cào hai đầu. Hoặc mình có thể sử dụng cái dụng cụ mới nhất của thầy Bùi Quốc Châu là cây lược mini này. Cây lược mini này nó có cái tính ưu việt hơn là cái đầu tiếp xúc của nó ấy, rất là nhỏ, chỉ bằng cái cây giọt xương thôi. Nên cái độ đi sâu và chi tiết vào vùng da đầu hoặc các cái vùng mình cần tác động ấy, nó sẽ chi tiết hơn rất nhiều. Còn nếu không có nữa thì mình hoàn toàn có thể dùng bằng lược hoặc là dùng bằng tay để cào đầu. Ví dụ mình tay thì mình sẽ cào như thế này. Tuy nhiên ấy, cái cào mà để trị liệu nó sẽ khác với cái cào thư giãn hoặc là chải đầu mỗi ngày. Nếu mà mỗi ngày mọi người cào đầu ấy, mà mình định tâm mình rằng là không chỉ là cào đầu, không chỉ là chải tóc, mà là mình muốn làm lưu thông máu huyết ở trên vùng da đầu và chăm sóc cái vùng đầu này ấy, thì mình sẽ cào chi tiết hơn, để ý đến các cái phản ứng lại của vùng đầu hơn. Ví dụ như là hôm nay chỗ này đau, ngày mai chỗ kia đau, đúng không ạ? Và mình chỗ nào đau thì mình sẽ cào nhiều hơn. Thì tương tự như vậy, tại sao khi mà mình bắt đầu cái việc trị liệu của tất cả các cái bệnh, các cái vấn đề khác trong cơ thể thì mình đều bắt đầu bằng cào đầu, bởi vì đây là một cái động tác mà mình sẽ làm tỉnh táo, cân bằng lại cho cơ thể và giúp là khởi động cái bộ não, hay là dùng cái từ là động vào não ấy, đúng không ạ? Thì mọi người hoàn toàn có thể dùng bất kỳ cái gì mà có xung quanh mình. Nếu mà mỗi ngày thức dậy á, thì mình nên là cào chi tiết và lắng nghe cơ thể, bởi vì nó cũng là một cái chỉ báo cho sức khỏe của mình ngày hôm đó. Và mỗi một lần thì mình nên cào tối thiểu là 100 cái nhé. Về phần cào đầu này thì em sẽ thực hành cái cây cào này trước, bởi vì mọi người khá là quen với cái cây cào này, đúng không ạ? Đây, mình có thể cào từ chân tóc lên đến đỉnh đầu này, cào như vậy. Nếu mà mình có dụng cụ thì mọi người cào và lắng nghe đi ạ, xem là có cái vùng nào trên đầu nó đau bất thường không. Mọi người lưu ý là ở cái phần chân tóc ở phía sau gáy ấy, thì mình sẽ cào hấp lên trên đỉnh đầu nhé. Cào như vậy thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tập trung được máu huyết lên trên đầu tốt hơn. Đúng rồi, mọi người đang thực hành khá là chuẩn đấy ạ. Rồi, hôm nay cào có thấy chỗ nào đau không ạ? Chào chị Mạc Phương Thảo. Xém chút nữa thì không được vào lớp. Trời ơi, chị buồn chết luôn. Nói dậy 4 giờ để vào lớp học mà không vào được, ngồi cứ mò mò đi cả 20 phút. Lớp học mình là phải có quy định, đúng không ạ? Chứ không là mọi người vào lung tung giờ là em không quản lý được. Rồi, mọi người cào đầu có thấy tỉnh táo hơn không ạ? Và nếu mà mình là một chuyên viên trị liệu diện chẩn thì mình nên hướng dẫn cho khách hàng của mình, cho những người thân trong gia đình mình. Cái cào đầu này thôi, đơn giản như thế này thôi, ai cũng làm hàng ngày, mà thậm chí cả đến người không có tóc thì cũng nên cào đầu mỗi ngày. Đấy là cái cách để bán lược cho sư ấy, đúng không ạ? Tiếp theo ạ. Ở đây thì em có chuẩn bị cái đồ hình phản chiếu của diện chẩn ngoại vi cơ thể ở trên da đầu. Thì mọi người thấy không, là trên da đầu của mình á, thầy Bùi Quốc Châu đã tìm ra được cái đồ hình mà phản chiếu toàn bộ cơ thể của mình ở trên da đầu. Nên khi mà mình cào đầu là mình đang massage, mình đang làm giãn các cái mạch máu và làm lưu thông khí huyết không chỉ của đầu đâu mà của toàn cơ thể nữa.
Nên á, nếu mà mọi người cào mà thấy cái phần đỉnh này này, đỉnh đầu chỗ trán này này mà nó đau á, tức là cái đầu của mình nó đang tắc nghẽn. Thế còn tiếp theo là nếu mà ai mà đau lưng á, thì dọc cái đỉnh đầu này này nó sẽ rất là đau. Và nhất là ai mà bị đau cái vùng thận á, thì cái vùng gần huyệt bách hội này nó cũng sẽ đau. Rồi những người mà đau hông, đau chân, đau vai gáy thì những cái vùng tương ứng này nó cũng sẽ đau. À, và khi mà mình cào đầu mà mình nhớ đến cái đồ hình này á, thì cái não bộ của mình nó cũng sẽ gọi là chỉ huy tốt hơn cái xử lý các thông tin trong cơ thể của mình. Thì khi mà mình tập trung như vậy thì chính là lúc mà mình thiền á. Nên là thiền của Diện Trần thì nó rất là thực tiễn và nó tự nhiên, không có buộc mình phải ép buộc hay là phải tưởng tượng gì cả, chỉ cần lúc đấy mình tập trung hoàn toàn vào cơ thể của mình. Rồi, bước tiếp theo sẽ là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Thì như em nói và như là mọi người đã học trong lớp Diện Trần của cô Đinh Hương Thảo lớp căn bản, thì mọi người cũng thấy rằng là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết thì nó rất là đa năng, mình có thể làm được ở tất cả mọi bệnh đúng không ạ? Thì cái tan sỏi thận này cũng vậy. Cái người mà bị sỏi ấy, là do cái khí nó kém nên nó không đẩy được các cái tắc nghẽn đi. Thì 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết nó làm ấm cơ thể, làm vượng khí lên, tức là làm cái khí huyết nó tốt hơn lên. Nên là với người mà trên 18 tuổi hoặc là từ 25 tuổi đổ lên thì mình nên lắng nghe cơ thể và học cái cách làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết của Diện Trần mỗi ngày. Mình linh hoạt mình sử dụng đầu dương và đầu âm để cân bằng âm dương trong cơ thể. Cái video mà hướng dẫn 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này thì Diện Trần online đã chia sẻ rất nhiều lần rồi và cũng rất nhiều thầy cô chia sẻ. Nên hôm nay thì Ngọc Anh sẽ chỉ nhắc lại cái hiệu quả, cái tác dụng của nó và các cái vùng ở trên mặt thì bây giờ đã được các thầy cô và các học viên Diện Trần cập nhật lên thành là 10 vùng rồi, không còn chỉ là 6 vùng nữa. Ví dụ như là mình có thể làm thêm cái vùng ở đường chân, tóc trên trán này, hoặc là vùng cung mày này, hoặc là vùng xương ổ mắt này và vùng nhân trung đi ra. Tất cả những cái vùng đó đều có thể tác động bằng cái cây sao chổi được. Và khi mà mình làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết thì mình biết rằng những cái hiệu quả của 6 vùng nó giúp làm ấm người, tăng sức đề kháng, lưu thông khí huyết mạnh và tăng nội tiết tố tự nhiên. Chỉ có một vài cái lưu ý với người làm 6 vùng, đấy là trên 25 tuổi thì mình hãy làm mỗi ngày, còn dưới 25 tuổi và các em nhỏ ấy, thì không nên làm, bởi vì 6 vùng phản chiếu này thì nó làm tăng cái nội tiết tố rất là mạnh. Đúng không? Và có thể làm trước mỗi một lần trị liệu. Có thể khi bị sốt hay là đau cấp á, thì mình làm giảm đau liên tục cứ 1 tiếng thì mình có thể làm 6 vùng một lần. Cái này là em trực tiếp đã làm cho con trai của em khi mà bé phải đi phẫu thuật cắt cái ngón tay thừa này đi. Thì cái vết cắt đó nó cũng rất là đau. Nhưng mà cứ 1 tiếng làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết một lần là cứ làm xong là bạn ấy hết đau được khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng sau lại đau thì lại làm cứ như vậy, nhưng mà chỉ mất có một đêm đầu đau như vậy thôi, còn đến ngày thứ hai là bạn ấy gần như hoàn toàn bình thường, không còn một cơn đau nào nữa và cũng không phải uống bất kỳ một viên thuốc giảm đau nào cả. Đấy là cái mà bản thân em đã có dịp được trải nghiệm. Và một lần khác mà em dùng 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết để giảm đau á, là khi mà em đi nhổ cái răng hàm. Thì khi mà nhổ xong á, là nó cũng rất là đau, bác sĩ cho một đống thuốc giảm đau. Nhưng mà mình kiên quyết là mình không uống và cứ mỗi một lần mà lên cơn đau á, là làm 6 vùng. Làm xong thì nó hạ đau được khoảng 1 tiếng sau thì nó lại đau lại thì mình lại làm. Cứ như vậy thôi. Thì mọi người hãy thực hành, nếu mà đau thì hãy thực hành làm 6 vùng liên tục 1 tiếng một lần. Mọi người đừng đừng lo là liệu có được không, thì mình lúc đấy mình chỉ cần lắng nghe cơ thể thôi. Nếu mình làm xong mà mình thấy bớt đau thì tức là nó hiệu quả với cơ thể của mình. Tương tự như vậy trong những cái trường hợp sốt ấy, thì mình cũng có thể dùng đầu ba của cây sao chổi để làm mát hạ nhiệt liên tục mỗi tiếng một lần. Cái 6 vùng này nó rất là tuyệt vời, nên là mọi người
dù trị bất kỳ cái bệnh gì thì cũng đừng bỏ qua 6 vùng nhé. Và đến cái bước 3, mình sẽ sử dụng que giò gạch các cái vùng phản chiếu. Thầy Bùi Minh Tâm, con trai trưởng của thầy Bùi Quốc Châu, là người mà đưa ra cái lý thuyết về tô màu các cái vùng hoặc là tô màu huyệt để làm tan sỏi thận. Thầy Bùi Minh Tâm là người đầu tiên. Tuy nhiên là để mà tô màu và có hiệu quả ngay hoặc là để giảm đau ngay ấy, thì những người mà thực hành tô màu chưa đúng hoặc là không có dụng cụ thì sẽ rất là khó để mà thực hiện cái kỹ thuật này. Nên đơn giản nhất là mọi người chỉ cần nhớ các cái vùng phản chiếu của thận ở trên mặt để mình gạch thôi. Đơn giản gạch là gạch thôi. Cầm mình có thể lấy bất kỳ một cái dụng cụ gì, ví dụ như là một cái đũa inox hoặc là một cái đầu của cái chìa khóa hoặc là đầu của cái bút bi hết mực, hoặc là mình dùng chính cái móng tay của mình này này, mình gạch đều được. Em đã làm rồi và đều thấy hiệu quả. Thì mình sẽ dùng cái chuẩn nhất thì mình sẽ dùng một cái đầu giò của diện trần này nhé. Mọi người nhìn trên hình, trên màn hình thì mọi người sẽ thấy là cái hình ở giữa 7.1 ạ, sẽ có cái số 7 là phản chiếu của thận ở trên trán. Cái vùng số 7 này thì nó tương ứng với lại huyệt 300. Nếu mà ai chưa thuộc huyệt thì mình có thể nhớ theo vùng. Và mọi người chỉ cần biết rằng là cứ gạch 300 này này, nó ở cái gồ cao hai cái thùy trán này, nó ở cái gồ cao này. Cách xác định ấy, thì sẽ là tiếp tuyến bên trong của tròng đen con ngươi mắt kéo thẳng lên. Và trán thì nó sẽ ở cái đỉnh gồ này. Nó rất là dễ thôi. Nếu mà người mà có sỏi thận ấy, hoặc là thận có vấn đề ấy, thì chỉ cần gạch nhẹ vào cái vùng này thôi là thấy đau liền. Đau thốn liền. Mọi người thử gạch đi ạ. Mọi người thử kiểm tra đi ạ. Nếu mà cái người đó đau thận bên phải ấy, thì thận bên phải phụ trách về khí. Nếu mà đau bên phải thì tức là người đó khí kém. Còn nếu mà đau bên trái là cái thận phụ trách về cái tinh tủy trong cơ thể của con người, tinh tủy máu huyết. Thì nếu mà đau bên trái nhiều hơn thì tức là huyết kém hơn. Còn nếu mà đau cả hai bên là cả hai bên đều kém như nhau. Còn khi mà mình học sâu vào diện trần thì mình sẽ biết được là à, nếu mà khí kém thì cần làm gì, hoặc là huyết kém thì cần làm gì, nhưng mà sẽ không xử lý trong cái buổi học ngày hôm nay được hết. Thì cái vùng đầu tiên mình dùng que giò mình gạch chính là cái vùng huyệt 300, được không ạ? Có ai đau không? Có ai trong lớp mình đau không? Thanh có đau luôn, chị Thảo thì không đau. Rồi, có ai chưa nắm được cái vùng này thì lên tiếng để em chỉ lại thật kỹ nhá. Nếu mà trên cái đồ hình bên ngoại vi này này, đồ hình ngoại vi trên mặt này này, thì nó sẽ không hiện ở trên cái đồ hình này. Tuy nhiên ấy, nếu cái vùng huyệt 300 ấy, thì mọi người nhìn nhá, cái tiếp tuyến trong của con ngươi mắt này kéo lên này. Đấy, thì nó sẽ ở ngay cái bên này, ngay cái vị trí này, vị trí của con trỏ chuột đang để. Thì đơn giản là mình gạch vào đấy thôi. Gạch bao nhiêu lâu? 30 giây. Sau đó mình lại chuyển vị trí mình gạch. Và tại một cái vị trí đấy thì mình sẽ lặp đi lặp lại 3 lần cách quãng. Thì sau khi mà mình gạch xong một vòng rồi thì mình sẽ chuyển đến cái vùng thứ hai phản chiếu thận trên mặt, đó chính là vùng mũi này. Tại sao mà thận lại có ở trên mũi? Là bởi vì cái phản chiếu ngoại vi cơ thể này thì nó có cái eo, cái thắt lưng ở trên mũi, đúng không ạ? Thì ở đâu có lưng thì ở đấy sẽ có thận. Đó, thì mình sẽ gạch cái vùng phản chiếu thận ở trên mũi. Tại sao mà mình lại phải gạch từ trên trán xuống? Mình cứ tưởng tượng là cái sỏi thận ấy, mình sẽ đưa nó từ trên xuống dưới và đi ra ngoài. Như là mình quét nhà thì mình sẽ quét lần lượt, đúng không? Mình sẽ quét từ trên, mình quét xuống dưới, mình đẩy ra. Thì sau khi mình đánh cái vùng phản chiếu trên trán rồi thì mình tiếp tục mình đánh đến cái vùng mũi. Đấy.
Mọi người có thấy bị đau ở cái vùng sống mũi này không? À, hình như là Dũng chỉ có cái cây sao chổi thôi, thì bạn quay lại cái đầu nhỏ, nó cũng tương ứng với, nó cũng gần bằng cái đầu, nó bằng đấy, đầu nhỏ của cây sao chổi nó bằng đúng cái đầu giò huyệt đấy. Nên là mình tách một cái chân của nó ra mình chà như này cũng được, mình hơi nghiêng cái chân nó đi mình chà, nó cũng sẽ cảm giác sâu hơn đúng không? Và nếu mà chà trên sống mũi ấy, thì mọi người lấy cái cây sao chổi này mọi người chà này này, nó cũng sẽ ôm hơn vào mũi, nó không bị chạy đi mất. Cũng chà như vậy 30 giây. Và cái cách này á, mọi người có thể làm hàng ngày, thực ra thì không nên làm hàng ngày lắm, mà tức là một tháng thì mình có thể làm từ 5 đến 7 ngày. Hoặc là thỉnh thoảng mình nhớ ra, mình nhớ đến quả thận thì mình có thể làm một buổi, hai buổi. Để làm gì? Để mình chăm sóc quả thận thôi. Thay vì việc là mình phải thải độc, mình phải detox, mình phải ăn uống này nọ, thì mình nhớ ra thì mình chà cái cách này. Nó cũng sẽ giúp làm chăm sóc quả thận, đẩy sỏi ra tự nhiên, làm lưu thông các cái tắc nghẽn. Và vùng thứ ba phản chiếu của thận ở trên mặt thì chính là cái vùng từ mép đi lên này này, nó là vùng huyệt 17 á, thì mình cũng sẽ gạch. Và cái người mà người ta đang đau cấp á, thì mình cũng làm theo thứ tự từ trái qua phải, tức là mình gạch bên trái trước bên phải sau. À, vừa mình không nói nhưng mà cái tay á, nó đã quen rồi, nên là cứ làm bên trái trước này và bên phải sau. Đó. Tuy là mình tập trung vào gạch sỏi cho vùng thận, nhưng mà mình phải hiểu là cái sỏi đấy sau khi mà nó tan ra và nó đi xuống thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ đi vào cái đường tiết niệu, đúng không ạ? Nên là sau khi mà mình gạch xong các cái vùng thận như vậy thì mình sẽ gạch tiếp cái vùng bàng quang này. Thì để tránh cái vụ là tiểu dắt, tiểu buốt, nếu mà ai mà bị tiểu dắt, tiểu buốt thì mình cũng gạch ngay cái vùng bàng quang này luôn. À, thì bởi vì là bố chồng em á, thì đau quá rồi, nên là em không có làm được gì ở trên người, chỉ có toàn làm trên mặt thôi. Nhưng mà nó cũng đã hiệu quả rồi. Thế nên là xong cái bước này, mọi người có thể bổ sung một vài bước ở trên cơ thể. Nhưng mà nếu mà làm trên mặt mà nó đã hiệu quả, nó đã hết đau rồi, thì mình cũng không cần phải làm nhiều quá. Bước gạch rất là đơn giản như vậy thôi. Mọi người có cần em kiểm tra cái gạch không? Mọi người tiến lại gần màn hình và gạch đi ạ. Rồi, những học viên mà đã học lớp diện trần căn bản thì đều gạch rất là tốt rồi, tay rất là dẻo rồi. Ok, chú Thanh dẻo quá, chú Thanh làm thành tô màu luôn được rồi. Chị Bích Nga, đúng rồi ạ. Chào bạn Nguyễn Văn Thiện. Chào chị Mỹ Lệ, Cần Thơ. Rồi, mọi người thực hành rất là tốt rồi đấy ạ. Một số người không bật camera nên là em không kiểm tra được. Cô cho em hỏi đó. Tại em vừa có công chuyện gấp phải chạy xuống nên em mới biết tới mũi thôi. Còn chỗ dùng nào em không có được biết. Mép đi lên. Và cầm. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Nay chị đẹp quá chị Lệ. Lớp mình sẽ chuẩn bị được nghe chị Lệ chia sẻ về kết quả chị tập thở âm dương khí công. Nếu mà mọi người ở trong lớp mình mà xem cái video chị Lệ ở trong buổi khai giảng thì hôm nay sẽ không nhận ra chị Lệ đâu ạ. Ok, mình tiếp nhá. Rồi, bây giờ đến cái bước mà sau khi mà mình gạch xong rồi ấy, thì mình lại phải dò sinh huyệt. Tức là sau khi mà mình gọi là quét đi chung hết rồi, mình quét nhà rồi á, bây giờ là mình làm chi tiết lại.
thì mình dò lại các cái sinh huyệt. Nhưng mà lần này mình dò thì mình sẽ không chỉ là dò các cái vùng huyệt của thận nữa đâu. Bởi vì lúc mà sỏi thận thì chắc chắn là thận nó đang đau rồi. Thì khi mà mình dò được các cái sinh huyệt này á, nó đau ở đâu á, thì mình tán nó thêm đi. Đó. Dò khắp nơi. Dò các cái sinh huyệt khắp nơi. Nhất là những cái vùng cung mày này. Đó. Rồi huyệt 73 này, cũng là huyệt thận. À, mình cứ dò sinh huyệt, rồi dò cả những cái vùng. À, vì mọi người biết là cái đường tiết niệu á, thì nó sẽ đi từ trên này. Mọi người nhìn trên cái hình, trên màn hình không ạ? Thì ví dụ như là quả thận mà nó từ cái thắt lưng này đi, thì cái đường tiết niệu nó sẽ dẫn từ cái quả thận này, xuôi theo cái cánh mũi đúng không ạ? Xuôi xuống đến mép này, rồi đi viền qua môi này, xuống đến cằm. Nên là cái vùng mà của đường tiết niệu đây đi á, mà nó tắc ở đâu á, thì tức là sỏi nó sẽ không đi ra được ở đó. Nên là nguyên cả một cái đường từ huyệt 300 này xuống đây, dọc sống mũi này đi xuống đây, viền theo viền môi đi xuống cằm, thì bất kỳ cái sinh huyệt nào ở cái vùng đấy mình cũng đều dò và mình gạch cho nó tan hết đi. Ngoài ra thì mình có thể mở rộng, bởi vì là huyệt số 0 ở tai thì nó cũng phản chiếu thận nữa. Nên là mình hoàn toàn có thể gạch những cái vùng ở tai này để mình tìm sinh huyệt. Nó có những cái huyệt mà để chống nghẽn nghẹt ở tai, ví dụ như là huyệt 275 hay là huyệt 14, thì mình cũng cứ gạch thôi. Mình không cần phải biết huyệt đâu. Mình cứ gạch như thế này và mình thấy bất kỳ một cái điểm đau nào á, thì mình sẽ dừng lại và mình xử lý nó bằng cái cách là mình gạch này đi. Rất là đơn giản phải không ạ? Và cái bước tiếp theo đấy là mình, sau khi mà mình tưởng tượng là mình đã phá hết tất cả những cái sỏi cứng đấy đi rồi, trong cái các bước trị liệu của diện trần thì rất hay một cái là mình có thể sử dụng cái trí tưởng tượng của mình. Sỏi mình sẽ gạch rồi đúng không ạ? Mình gạch rồi, nếu mà một cái bước em soạn slide bị thiếu một cái bước, đấy là dùng cái bước gõ búa. Nếu mà mình gạch rồi mà mình hỏi lại người bệnh á, mà cái đau á, nó chưa thực sự là giảm nhiều á, thì mình hoàn toàn có thể dùng búa và mình gõ lại. Và mình cứ tưởng tượng là búa thì nó sẽ tán cái sỏi đấy, mình sẽ gè cho cái sỏi đấy nó mềm ra, nó tan ra bằng cái búa này, đúng không ạ? Có một chia sẻ rất là hay của một cái anh học viên mà anh ấy cũng chữa tan sỏi thận cho anh ấy bằng cái chày. Bởi vì thầy đặt tên cái chày là chày đâm tiêu, nên anh ấy nghĩ là dùng cái chày mà giã tất cả mọi thứ thì nó cũng sẽ đều nát ra. Nên là anh ấy dùng cái chày, anh ấy chà trên mặt, anh ấy chà ở ngay vùng thận thì nó cũng ra sỏi luôn. Tuyệt vời như vậy. Nên là nếu mà ai có búa hoặc là ai có chày thì mọi người cứ giã vào cái vùng đấy. Còn nếu mà không có nữa thì mọi người hãy dùng tay ạ. Mọi người gõ 300 này, đúng không ạ? Trên sống mũi này, 17 này. Đấy, mình gõ luôn cả cái cằm đi. Nếu mà nó trôi xuống cái bàng quang thì nó cũng được tan luôn. Và mình cũng cứ tác động như gõ như vậy, 3 vòng. Đó. Thì sau khi mà mình đã làm cho nó tan ra rồi bằng cái búa này rồi, đúng không ạ? Thì mọi người có cái cây cào này, mọi người sẽ dùng mình cào. Mình dọn dẹp nhà cửa đây ạ. Đây là lúc mà mình cào để mình dọn dẹp nhà cửa đây, mình quét hết xuống. Mình quét theo cái đường tiết niệu của phản chiếu ở trên mặt này ạ. Mình có thể quét cái cung mày vào luôn, đưa nó vào đây, quét nó xuống qua mép, đi qua huyệt 17 ở đây, quành vào trong, kéo xuống cằm, đẩy ra, làm như thế cả hai bên.
Có dễ không ạ? Mọi người làm được hết không ạ? Và những cái kỹ thuật này ấy, là những cái kỹ thuật mà khẩn cấp, lúc mà đau đớn, lúc mà phải chuẩn bị đi mổ rồi thì mình cần làm đầy đủ các bước. Còn nếu mà hàng ngày mình chăm sóc sức khỏe của quả thận thì mình có thể chọn một trong các bước. Bước dễ nhất là bước gạch, mình đều có thể gạch. Hoặc là ai mà đang cảm thấy là đau ở cái vùng thắt lưng hoặc là đang tiểu buốt á, thì mình đều có thể thực hiện những cái bước này. Không nhất thiết là phải đợi đến khi có sỏi rồi mới làm đâu. Và cuối cùng là mình sẽ sử dụng cái sức nóng của cao sa long pass để mình dán vào các cái vùng huyệt. Người đợi một chút, em quên không chuẩn bị cao. Không chuẩn bị cao bởi vì cứ nghĩ là sẽ không cần phải giới thiệu với mọi người, nhưng mà có lẽ là những người mới chưa biết cách sử dụng cao như thế nào thì mình sẽ làm luôn. Cái salon pass này thì nó là cái túi salon pass nóng ở hiệu thuốc, và mình có thể là mua một gói và mình dùng được rất là lâu. Khi mà mọi người cắt cái gói salon pass này á, thì mọi người có thấy là mình chỉ nên cắt ở cái viền trên và mình cần phải gấp đến 2 lần vào. Đó, và mình dùng một miếng salon pass nhỏ để mình cố định nó lại để nó không bị mất cái mùi và mất cái độ nóng của miếng cao. Những cái lần sau mình dùng á, nó sẽ giữ nguyên được cái hiệu quả. Nhiều người nói là em cũng cắt salon pass, em cũng dán nhưng mà em không thấy nóng và em không thấy hiệu quả như chị hướng dẫn. Thì trời ơi, bởi vì là bạn em cắt cái gói ca salon pass ra từ mấy tháng trước rồi, và bạn ấy cứ để cái miệng túi ấy, nó mở ra như thế này thì nó đâu có còn cái tác dụng gì của miếng cao salon pass nữa đâu. Nên là mọi người lưu ý là nếu mà mình dùng salon pass trong trị liệu á, thực ra thì nếu mọi người chăm sóc thận hàng ngày á thì mọi người đừng nên sử dụng salon pass thường xuyên, bởi vì nó sẽ gây nóng, mụn nhọt rồi gây khô. Bản thân em thì cũng mấy năm trời không dùng salon pass rồi, vì mỗi một lần dán lên là nó rất là khô và nóng. Nhưng mà trong những cái trường hợp cấp, chuẩn bị phải đi mổ rồi thì phải nên dùng salon pass cho nó nóng và nó hỗ trợ thêm cho cơ thể thôi. Thì cái miếng cao salon pass mọi người lấy ra nó sẽ giống như thế này. Đây là một cái miếng salon pass nguyên. Thì mình sẽ ngay mà ở trong lớp căn bản rồi mọi người biết rồi thì mọi người chịu khó xem một chút để cho những người chưa biết, chưa làm bao giờ được xem nhé. Mình nên dùng một cái kéo y tế thì cái việc cắt nó sẽ dễ dàng hơn. Và mình cắt cái miếng salon pass cho người lớn thì sẽ thường độ dày là khoảng chừng 3 mm. Mình cắt dọc cái miếng salon pass như thế này. Đấy, mình được một cái dây nhỏ như thế này. Và mình sẽ tiến hành nhá. Mọi người lưu ý cái cách cắt cao, nếu không là sẽ rất là vất vả đấy. Mình sẽ tước cái miếng cao ra như thế này. Được không ạ? Rồi mình cầm ngửa cái sợi cao đã tước ra trên tay như thế này. Em sẽ share ra rộng màn hình để mọi người nhìn cho rõ nhé. Mình sẽ cắt này. Cắt những cái miếng vuông. Và trong cái việc mà mình trị liệu cho cái người mà đang cấp mà cần phải
đi mổ phẫu thuật rồi á, thì cái cách mình dán cao trong cái trường hợp cấp đấy như thế nào? Đấy là mình cứ dò hết tất cả các sinh huyệt như kiểu kỹ thuật vô chiêu ấy, và mình dán thôi. Ví dụ mình dò được một cái điểm này đau, mình đưa cái que dò lên mình dò này. Ví dụ cứ cho là cái điểm này đau đi, mình ấn cho nó một cái lỗ nhá, ấn để mình đánh dấu. Và sau đấy thì mình lấy một cái miếng cao và mình dán đúng vào cái lỗ đấy như thế này. Mọi người có nhìn thấy là em dán theo hình quả chám không? Dán như thế này thì nó sẽ đẹp hơn, nhìn gương mặt nó sẽ vi lai thanh tú hơn. Mình tiếp tục mình dán các cái huyệt mình vừa gạch á. Đó, thì cứ lần lượt như vậy, em sẽ dán các cái huyệt ở bên dưới này cho mọi người dễ nhớ luôn nhá. Như ở đây. Nếu mà mình quen rồi thì mình cũng không cần phải dò nữa, mình dán luôn. Thực ra thì khi mà để trị liệu cho những người mà có tiền sử bị sỏi thận hoặc là đau cấp đang chuẩn bị phải đi mổ rồi ấy, thì mọi người cứ dò hết những cái huyệt nó từ trên này xuống đây dọc theo cái đường này, kể cả những huyệt như là 39 là dạ dày hay là 50 gan á, thì nếu mà đau á, lúc đấy là cả cơ thể nó lên cái tín hiệu SOS rồi, thì mình cứ dò đâu đau là mình dán hết. Trong cái phác đồ này mình cũng có thể dán cả 39, 37, 50, 41, tức là các huyệt của gan và dạ dày luôn, đều dán được hết luôn. Và nhất là những cái vùng huyệt xung quanh cái miệng này này, ví dụ như là 85 này hay là 127 này, mình cũng có thể dán xuống dưới này, 87 là mình cũng dán được luôn. Admin cho share screen đi. Tắt cái screen đi mất rồi. Chuyển lại quyền host thì chắc là mới share được screen đấy. Thì cái bước mà mình dán cao này mọi người có thể lưu cao từ 3 đến 4 giờ. Còn sau 3-4 tiếng ấy, là cái miếng cao salon pass này nó hết tác dụng rồi ấy, thì mình có thể là lại thay cao và mình dán tiếp được luôn. Rồi, xin cảm ơn. Thì cái bước dán cao salon pass này nó chính là cái bước mình nhắc lại các cái vùng mà mình làm từ đầu đến giờ thôi. Mọi người đừng căng thẳng quá về việc là không biết là mình dán có đúng không, hay là không biết là mình dán có sai huyệt nào hay là thiếu huyệt nào không. Chỉ cần mọi người nhớ một cái nguyên tắc là mình cầm cái cây dò lên và mình dò tất cả các cái huyệt mà nó làm đau á, nó đau. Trong diện chẩn thì gọi là sinh huyệt, được không ạ? Đó, mình cứ dò như thế này. Hàng ngày mình cũng có thể cầm cái que dò này lên để mình gọi là tìm các cái điểm đau và mình tẩy nó đi như thế này được nữa. Hàng ngày mình cũng có thể làm được. Thì sau cái bước dán cao này mình làm gì? Bây giờ nằm trên giường đau quá rồi, mà nếu mà chỉ làm diện chẩn không thôi ấy, thì có thể là cảm thấy nó chưa đủ. Hoặc là những người mà có sỏi to ấy, thì nó sẽ không có thể nào mà nó tan ra được nếu mà mình không cung cấp một cái chất gì đấy vào trong cơ thể. Bởi vì thực ra là cơ thể bị sỏi là vì thiếu cái chất này. Trước đây là ăn thiếu mất cân bằng, nên là bây giờ khi mà bị sỏi rồi thì mình cần bổ sung.
Thì cái bài mà em cho bố chồng em uống ngay cái hôm đó ấy, thì chính là dứa. Ở trong miền Nam thì gọi là quả thơm, ngoài Bắc thì gọi là dứa. Và sẽ hầm nó 3 tiếng cùng với lại một cái miếng nhỏ xíu như thế này. Nên với cái gì nhỉ? Gọi là phèn chua. Mọi người có biết cái cục phèn chua không ạ? Nếu mà ở những cái nơi mà không có phèn chua, mọi người có thể hoàn toàn thay bằng nước cốt chanh. Nước cốt chanh thì cái lượng nước cốt chanh nó sẽ rơi vào khoảng 100ml nước cốt chanh hầm cùng với một quả dứa, một quả quả thơm. Và hầm trong vòng khoảng 3 tiếng thì lấy ra. Nếu mà ăn được cả quả thì tốt rồi, nhưng mà nếu mà chua quá không ăn được á thì mọi người có thể chỉ cần uống nước thôi. Ví dụ như bố chồng em là xay hết ra thành sinh tố và cứ nhắm mắt nhắm mũi là uống thôi. Đó, thì nó mình cứ uống liên tục như vậy. Lúc đấy thì đừng có lo là bị đau dạ dày. Thì cứ uống liên tục như vậy thì cái sỏi thận nó sẽ tan. Những cái người mà sỏi nhiều ấy thì cần phải uống lâu hơn. Như bố chồng em thì uống có quả thôi là nó đã ra rồi. Và thỉnh thoảng thì uống nhắc lại. Còn nếu mà mọi người nhiều thì có thể dùng liên tục 7 ngày hoặc là thỉnh thoảng mình nhắc lại. Và nếu mà bình thường ấy, thì mình hoàn toàn có thể uống nước ép thơm, không nhất thiết là phải ninh lên như vậy. Đó. Khi mà ninh lên là mình ninh cùng với lại phèn chua hoặc là nước cốt chanh. Còn nếu mà bình thường hàng ngày mình uống thì mình có thể ép dứa mình uống không thôi. Thì đặc biệt cái bài mà tan sỏi thận thì cái dứa này, những cái bài chia sẻ ở trên mạng ấy, cũng rất là nhiều. Nên là mình phù hợp với cái cách nào thì mình có thể chọn cái cách đó mình uống. Và sau đây thì em xin trình bày một số những cái cách để mà mình làm khỏe thận. Mình phòng bệnh thì tốt hơn là mình chữa bệnh, đúng không ạ? Thì cái cách đầu tiên ấy, mình nên giảm các cái nỗi sợ hãi đi trước đã. Con người mình bây giờ sống trong một xã hội mà mình thực sự là mình sợ. Từ phía bản thân mình nhận thức được cái nỗi sợ đấy ít thôi. Nhưng mà bởi vì em là giảng viên trong cái ngành marketing thì em hiểu rằng là thực ra là cái công nghệ marketing ấy, là đánh vào các cái nỗi sợ hãi của con người, tạo nhu cầu cho con người. Nên là bản thân mình bị tiếp xúc với thông tin hàng ngày quá nhiều, mình tiếp xúc với rất nhiều nỗi sợ hãi. Tại sao phải cho con uống sữa? Bởi vì sợ con không cao, không thông minh bằng các bạn. Tại sao phải sử dụng thực phẩm chức năng? Bởi vì sợ là ăn thiếu chất, thiếu dinh dưỡng. Rất nhiều nỗi sợ hãi mà không thể kể hết được ở đây. Và chính vì việc là hàng ngày mình quá lo lắng, mình quá sợ hãi về rất nhiều việc, rất nhiều thứ, mình nghiêm trọng hóa mọi thứ lên. Ví dụ như là ngày bé thì em thường rất hay lo lắng về việc là đi học muộn. Đi học muộn thôi cũng lo, cũng sợ. Rồi rất là lo sợ bị điểm kém. Thì đấy là những cái mà mình cần thay đổi. Bởi vì sợ hãi thì sẽ làm hại thận vô cùng. Và mọi người cứ thử nghĩ lại, kiểm tra lại bản thân của mình xem là mình có đang sợ những cái gì không. Và một cái cách để mà giảm các nỗi sợ hãi ấy là mình ghi ra. Mình ghi tất cả những cái nỗi sợ hãi đó ra. Và có là những cái năm gần đây ấy, để mà kiểm soát các cái nỗi sợ hãi đó ấy, thì có một cái câu nói giúp em. Đó là nếu mà bạn tiếp tục lo lắng ấy, bạn có giải quyết được vấn đề không? Nếu mà giải quyết được ấy, thì thôi dừng lại, không cần phải suy nghĩ, phải lo lắng nữa. Còn nếu mà bạn tiếp tục suy nghĩ lo lắng nhưng mà không giải quyết được vấn đề thì tại sao bạn lại phải suy nghĩ tiếp tục làm gì? Dừng lại ở đó. Và cái gì đến thì mình đón nhận thôi. Nên là tất nhiên là không phải là mình nói là mình dẹp các cái nỗi sợ hãi đi là mình không còn sợ hãi nữa. Nhưng mà có diện trần, có âm dương khí công thì sẽ giúp mình dần dần cởi bỏ, giảm được các cái nỗi sợ hãi. Bởi vì bệnh thì đến từ tâm, tâm bệnh mà. Mọi người có biết cái từ tâm bệnh không ạ? Nghĩa là những cái bệnh tật trong cơ thể con người ấy, phần lớn thì nó đến từ cái cái cảm xúc, cái nhận thức của con người rất là nhiều. Sợ quá thì sẽ gây ra hại thận.
lo lắng, sợ hãi sẽ gây ra hại thận. Những cái em bé mà bị tiểu dầm, đái dầm đêm thì thường là vì bố mẹ cứ hay dọa nạt cái nọ cái kia, sợ bóng tối, sợ cái này, sợ cái kia. Nên là các bé bị đái dầm. Nên đấy là cái nguyên nhân mà người lớn nên biết. Cái thứ cách thứ hai để làm khỏe thận ấy, là mình phải giảm ăn mặn lại. Một ngày chỉ nên ăn một bữa mặn thôi. Và bữa mặn đó nên là vào buổi trưa hoặc là buổi tối. Mình giảm các cái bữa ăn mặn lại. Một ngày mình đang ăn quá nhiều bữa mặn. Không cần thiết. Cái lượng muối đó là không cần thiết cho cơ thể. Cái muối thừa trong cơ thể đấy nó sẽ làm nhão cơ. Không săn chắc cơ. Ví dụ như chị Thu Sương mà muốn săn chắc mặt á, thì phải giảm ăn mặn, giảm ăn muối đi. Thực ra thì những người mà ví dụ như là những người mà phải hoạt động nhiều, phải đổ mồ hôi nhiều thì lại cần phải bổ sung đủ cái lượng muối. Tuy nhiên những cái mình ít vận động thì mình lại cần phải điều chỉnh cái lượng muối vào cơ thể mỗi ngày hơn. Rồi cái thứ ba mà để giúp tăng sức khỏe của quả thận ấy thì đó là mình tránh tắm đêm. Bởi vì buổi đêm thì là âm rồi và quả thận thì nó cần nghỉ ngơi, cả cơ thể mình cần nghỉ ngơi vào ban đêm, mà mình lại cứ có thói quen là ngày nào mình cũng tắm muộn, đánh thức cả cơ thể, tất cả cơ quan lục phủ ngũ tạng phải thức để mà chống lại cái tác động từ bên ngoài, thì cái việc tắm đêm nó cũng rất là hại thận. Và cái việc lưu ý thứ ba là mình không nên ăn đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh kéo dài. Có rất là nhiều người là cứ ăn cái gì cũng phải nóng hổi, nóng vừa thổi vừa ăn. Thì mọi người có biết một cái mà những cái người mà ở các quốc gia mà họ ăn bốc á, thì cái đó nó rất là tự nhiên, ở cái là cái thức ăn khi mà tay mình có thể chạm vào, mình cầm, mình nắm, mình chạm được vào thì chính là cái thức ăn nhiệt độ mà nó phù hợp nhất với cơ thể của mình. Nên cái việc mà mình ăn đồ ăn quá nóng, quá lạnh ấy, nó cũng làm ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến quả thận nói riêng. Cái cách thứ 5 để mình làm khỏe quả thận đó chính là ngâm chân và xoa chân buổi tối trước khi đi ngủ. Mọi người cứ thử là một cái ngày nào đó mà mình rất là mệt mà mình được ngâm chân trong một cái chậu nước nóng mình đi ngủ đi. Mình sẽ cảm thấy ngủ rất là ngon, lưu thông máu huyết, đúng không ạ? Và cùng với cái việc ngâm chân, xoa chân buổi tối trước khi đi ngủ thì mỗi ngày mọi người nên đi chân đất 15-20 phút. Đi chân đất ở công viên, ở bãi cỏ, ở bãi cát thì càng tốt. Có nghĩa là có sự kết nối với trái đất thì sẽ giúp cơ thể cân bằng hơn. Cái này nội dung trong lớp làm đẹp mọi người đã học rồi, đúng không ạ? Có thể là trong lớp làm đẹp thì mọi người biết hết rồi, nhưng mà vì đây là chia sẻ cho những người mà chưa từng học, em sẽ nhắc lại một chút, cũng là một dịp để hệ thống lại cho các anh chị trong lớp làm đẹp. Mọi người vui vẻ nghe lại một chút nhé. Cái cách tiếp theo, nếu mà cái người này mà thận quá yếu, quá lạnh rồi, bởi vì nó quá yếu, quá lạnh nên nó không có khả năng đẩy được sỏi ra bên ngoài, nên mình cần phải uống một cái bài mà nó giúp ấm thận, khỏe người, tăng cái khí trong cơ thể ngay lập tức. Cái bài này nó rất là mạnh. Ai mà đang dương rồi, đang khỏe rồi mà uống thì lập tức là nổi mụn hoặc là táo bón liền. Cái bài này là bài gừng nướng uống với muối trước khi đi ngủ từ 7 đến 10 ngày cho ấm thận, khỏe thận. Cái bài này cũng là cái bài mà áp dụng khi mà bị cảm lạnh. Thì khi mà lạnh thận á, thì mình cũng có thể uống cái bài này. Và ở những người mà ở các cái quốc gia mà lạnh, châu Âu á, thì thỉnh thoảng mọi người cũng có thể uống một vài ngày để giúp ấm cơ thể. Và cuối cùng, muốn khỏe thận thì hãy giảm ăn thịt động vật, giảm ăn các cái đạm từ thịt đỏ, mà thay vào đó là mình sẽ uống hoặc là ăn các cái loại đậu. Để mà đủ chất dinh dưỡng thì mọi người cứ ăn đủ các màu luôn. Có thể ninh chè hoặc là xay thành bột uống cho tiện.
thì hoàn toàn một ngày mình có thể uống 3 ly đậu để mà bổ sung cho đạm, nhu cầu đạm cho một ngày. Không biết trong lớp mình thì có ai đã áp dụng uống bột đậu chưa? Hình như là chị Thú Sương đúng không? Chị chia sẻ một chút về việc là 2 tháng chị tăng 1,5 cân được không? Chào Ngọc Anh, chào mọi người. 2 tháng chị ăn, chị căng lên 1,5 cân. Là trước đây là buổi sáng chị thường ăn là bún hoặc là mì ăn mặn đó, rồi trưa là mình không ăn được nữa, bụng nó no lên không ăn được nữa, cho nên là chị em rất ăn rất là ít. Rồi như vậy là buổi tối thì chị ăn cơm nữa, thành ra là nó thức ăn nó vô trong cơ thể mình nó rất là ít, nhưng mà lúc nào cái bụng nó cũng mệt. Sau khi được sự hướng dẫn của cô Ngọc Anh thì chị đã buổi sáng chị thường uống ngũ cốc, uống 1 ly ngũ cốc trước khi chị đi làm. Rồi khi nào mà nó đến trưa về thì tự nhiên cái bụng nó đói lắm, cho nên là chị ăn cơm được, mà chị ăn có 1 chén cơm thôi, và ăn loại thức ăn là cái gì cũng ăn được. Buổi trưa là theo sự hướng dẫn của cô, và cũng ăn ngũ sắc đủ màu và các loại rau củ. Còn buổi tối thì có bữa nào đói quá thì chị ăn thêm nửa chén cơm, còn không thì chị cũng thường là uống ngũ cốc. Ngũ đậu đúng không? Bình thường thì chị uống ngũ cốc đậu. Bữa nay chị làm đủ 5 màu, không có làm như trước đây là rất là nhiều đủ thứ luôn, là vừa đậu rồi là các loại hạt. Bây giờ chị chỉ ăn cái 5 màu thôi, thì cảm thấy cái bụng nó nhẹ hơn, cho nên là sau đó nó nhẹ thì mình cảm thấy sau nó bình thường ăn ít mình không nó lại tăng cân. Tuyệt. Đó là cái... Cảm ơn chị chia sẻ rất là nhiều. Hôm nay nhận được kết quả của chị thì em cũng khá là bất ngờ và rất là vui với cái kết quả mà chị Sương chia sẻ. Bởi vì chị Sương thì là ăn chay trường đúng không? Chị cũng không có ăn chay trường, chị ăn tháng có 10 ngày thôi. À. Nên là chị là lý do là nhà gia đình chị nó không có, chồng chị nó không có thích là cho cái ăn chay nhiều, cho nên là chị bắt chị phải ăn qua thức ăn mặn nhiều. Cho nên là bữa tử của chị nó cũng khó tiêu á. Thành ra là nó khó tiêu lắm, nó mỗi lần mà ăn thịt vào là nó mệt trong cái bụng. Thành ra là ăn theo kiểu hướng dẫn của em chị rất thấy là nhẹ lắm, nhẹ nhàng. Mà tự nhiên mà ăn nhiều mà là tự nhiên ăn không có nhiều mà là lên cân. Đó là một cái hay nhất mà chị đã học được từ em. Cảm ơn chị chia sẻ. Đó, nên là mọi người đừng có lo là mình không ăn thịt thì mình thiếu chất, mà mọi người có thể chuẩn bị cái bột 5 loại đậu thôi. Nó là một cái gọi là siêu thực phẩm mà tăng đạm để mình tăng cơ. Tăng được cơ rồi thì mình sẽ giảm mực mỡ. Và nếu mà ai mà cần tăng cân thì đây cũng là một cách tăng cân rất là ổn định. Đó. Thì đấy là những cái cách mà làm cho cái thận của mình nó được khỏe hơn. Còn với cách của Diện Trần thì mọi người có thấy không, là cái tai á, nó chính là cái phản chiếu của quả thận và của dạ dày ở tai. Nên là mỗi một buổi sáng mình thức dậy á, mình nên là trà tai. Bất kỳ lúc nào mà mình cảm thấy lạnh, thấy mệt, thấy buồn ngủ, cái kỹ thuật trà tai rất là đơn giản. Mọi người cần phải làm được đúng 100 cái nha. Mọi người trà thử đi ạ. Trà nghiêm túc mà trà nhiệt tình vào, sẽ thấy ấm hết cả cơ thể lên. Hoặc là những ai mà nói là thở âm dương khí công không có được á, không có thấy ấm người mà không có tập trung được á, thì bởi vì là cái khí và cái sức khỏe của quả thận ấy, nó cũng chưa thực sự ổn định và chưa tốt đâu. Thì mọi người cũng chăm sóc cái quả thận này trước, thì khi mọi người thở âm dương khí công á, cũng sẽ cảm nhận rõ rệt hơn, sẽ hỗ trợ tập âm dương khí công tốt hơn. Trong lớp mình hôm nay có bao nhiêu người đã học lớp âm dương khí công buổi 1 ạ? Giơ tay cho em biết ạ. Wow, chị Thu Sương, chị Mỹ Lệ, đúng không? Dũng này, chú Thanh này, chị Thảo ở Pháp này, chị Thanh ở Pháp này, chị Huyền Yên Bái này, wow, chị Miền ở Nam Định này, chị Hương Nguyễn ở Hải Phòng này, Nguyễn Thảo ở Quảng Ninh này, Thanh ở Thanh Hóa này, đúng không? Ờ, tuyệt vời. Mình sẽ cùng gặp lại nhau ở trong lớp âm dương khí công của thầy tối thứ 7 tuần này, 15 tháng 5. Đúng không ạ? Dạ. Yeah.
cho chị chia sẻ một tí nha. Dạ, mời chị Kiều ạ. À, chị chia sẻ là cái hệ là 6 vùng bạch huyết của thầy rất là ok luôn. Cứ mỗi lần mà gia đình mình mà bị cảm á, hoặc là con mình bị bệnh, làm đánh một phát là nó khỏe ngay. Ừ. Khỏe thấy rõ rệt luôn. Ừ. Vừa rồi em trai của chị mà hôm trước chị có hỏi mà trong cái buổi học âm dương khí công đầu tiên á, ừ, thì chị có hỏi là em chị nó bị phổi ấy, mà nó kiểu bị lao lực á, thì có thở được không, thì thầy bảo rằng là nếu mà đã bị bệnh chị không nên thở, cho nên chị bảo em chị là đánh 6 vùng hạch bạch huyết. Những cái ngày mấy cái ngày đó nó bị thì nó bị ra máu, khi nó khạc đờm là ra tí máu. Nhưng mà khi đánh xong rồi chị mới bảo nó là em cứ đánh đi, đánh liên tục 2-3 tiếng, đánh một lần, đánh nhiều lần thật là thử như thế nào, thì được qua ngày hôm sau là không có bị ra máu nữa. Đấy, rồi sau đó là bắt đầu mới là đi, lúc đó là đi bác sĩ hẹn xuống bệnh viện là để xét nghiệm. Thứ nhất là sợ lao, thứ hai là sợ ca đó. Thì xét nghiệm thì bác sĩ nói sợ nhất là hai cái đó, nhưng mà khi xét nghiệm xong là không có. Hai cái đó là không có nữa. Đấy, thì bác sĩ mới nghiệm ra là chỉ bị từ cách đây 4 năm là em mình có bị lao lực, cho nên làm việc mình ăn uống kiểu như là không có dầu dắt á, bị lao lực. Thì bác sĩ nói là do là bị các cái đốm đó nó còn chớn lại thôi, chứ không có việc gì. Thì thế là mình mới nói em chỉ cứ tiếp tục đánh tiếp 2-3 ngày đó thì còn ra máu nữa không. Thì nó bảo rằng không có ra máu nữa, mình người rất là khỏe. Cho nên chị bảo là bác sĩ cho to uống thuốc, nhưng mà chị nói thôi từ từ rủa, em cứ đánh thử đi trong vòng 3 ngày thử như thế nào. Thì sáng nay thì chị mới hỏi thì kết quả là nó không còn mệt nữa, người rất khỏe, mà không bị ra máu. Cho nên chị nói cái vùng 6 vùng hợp huyết tuyệt vời. Đúng rất rồi ạ. Rất là tuyệt vời đó. Cảm ơn chị Kiều. Cho nên chị muốn chia sẻ lại như thế để cho mọi người cùng biết là bất cứ một cái bệnh gì là mình đúng qua 6 vùng hợp huyết là mình thấy cái tác dụng của nó rất là ok luôn em. Đã. Không nhớ cái gì, không biết làm cái gì trước thì cứ 6 vùng trước. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Chị nói là không biết cái gì hết. Thì hồi trước kia chị mới đến với diện chọn, chị không biết cái gì hết á. Mà chị em thì chị có quay cổ tay thôi, mà chị bị té mà coi như là chị bị bác sĩ kêu là bị như là bị nứt á, xương nó hơi bị nứt á. Thì bác sĩ kêu là chị là phải đăng bột, nhưng mà chị không có đăng. Tại vì lúc mà chị bị á, chị không có đi được, mà chị không hiểu tại sao chị quay cổ tay 400 lần, thế là chị đi ok luôn. Chị đi mặc được luôn em, đi được tới được phòng khám. Đúng rồi, chị tới được phòng khám mà chị không ngờ mẹ nó tuy diệu đến đó luôn. Mới đầu chị biết xuân là chị chỉ biết khóc mà không thể nào đi được ra xe mà để ông xã chị chở đi bác sĩ. Chị nghĩ là chắc chị cõng chị đi thôi, nhưng mà tự nhiên chị nghĩ là chị nói thôi để mình cứ quay cổ tay thôi. Chị quay 400 cái luôn em, thế là chị đi rất là nhẹ nhàng luôn. Là lúc đó bác sĩ kêu chị đi khám thì bác sĩ kêu chị đăng, nhưng chị không có đăng. Thế là chị về chị cứ cổ tay chị quay suốt. Chị quay mà đến hồi em biết chị quay mất 1 tuần mà chị giảm 1,5 cân luôn. Vừa chữa bệnh thì vừa giảm tới 1,5 cân mà chị ngạc nhiên luôn mà. Em chị nói xem nay chị gầy, nó chợ ăn uống nó ngồi gắn chỗ đâu có tập thể dục được đâu, từ bình thường chị tập thể dục á. Sao lại gầy? Mà đúng thiệt, chị lên cân là giảm 1,5 cân. Quay cổ tay thôi, từ một lần chị quay tới 1,000, 2,000. Chị quay đến nỗi mà em biết không, cái chân đau của chị là không có quay được. Chị quay cái chân không đau á, nói như thầy nói quay cái chân không đau. Mà tự nhiên máu á em, cái chân không đau á mà máu á nó chạy râm trong đó luôn. Chị ngạc nhiên luôn mà, mình lắng nghe thử á, máu nó chạy xung quanh cái cổ chân luôn. Đã. Thế thì là đau khoảng 2 tuần là chị đi lại được. Chứ không là nhiều người á là lâu lắm, như chị thấy như người té là người ta cả năm mới tập dục lại được á, mà chị có đâu có 2 tháng mà chị đi tập lại được. Thì quay cổ tay là những cái kỹ thuật của chị thần, mình chỉ cần làm lặp đi lặp lại một kỹ thuật thôi thì nó đã tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, cho nên chị xoa mặt thì mình xoa hàng ngày, quay tay thì mình quay phải cho nó tới, đúng không? Mình đấy, quay đấy, đúng rồi. 200 cái thì nó đâu có xi nhê gì, nhưng đúng mà rồi. Quay 500 hay 1,000 cái thì nó sẽ khác. Đấy, chị quay 500 đến 1,000
cái lần lần cái chân chị nó khỏe tới giờ luôn mà chị rất là mau bình phục nha. Chị nghĩ là chắc không phải mấy tháng chị mới đi làm lại được, nhưng mà cuối cùng là khoảng một tháng sau là chị tự đi xưa lại được rồi. Tự nhiên nó bị nứt mà nó đau lắm, đau khủng khiếp luôn. Đấy, nhưng mà chị cứ nó đau nhưng mà chị cứ cố gắng, ngày nào chị cũng làm, nít. Xong là thấy con người mà nhờ bệnh như thế mà suốt ngày chị cứ theo diện chẳng mà chị mê luôn. Coi chị học là căn bản nào chưa hay là tự học? Hồi mới đầu là chị tự học, chị cứ mở YouTube chị học, nhưng mà học như thế là chị không biết anh cái góc nợ đâu. Sau đó là chị mới học online căn bản của cô Thảo, và chị có mua cái khóa học làm việc của em nữa, chị cũng có học khóa làm việc của em nữa. Vì do chị không có thời gian nên chị coi của em thì mới sơ sơ thôi, mà chị đang học cô Thảo, tự nhiên cứ đi làm xong công việc cứ cuốn theo, cứ một ngày học được cái gì thì mở ra học. Mà nhờ có online vậy thì cứ mở ra học, còn cái nào quên thì bỏ ra, cái nào quên thì bỏ ra. Đấy. Tuyệt vời. Cảm ơn. Cho nên rằng là chị thấy rất là ok luôn. Thành mỗi lần mà con chị, em biết không, chị là chị bị cảm cực kỳ luôn. Mà cảm của chị là uống thuốc là không suy nhê gì, chị cứ đi chích thuốc thôi. Nhưng mà từ ngày chị biết á, là một năm rưỡi nay là chị biết được một năm rưỡi về diện chẳng, thì chị dùng thứ sáu vùng phản chiếu á, là không có uống một viên thuốc nào luôn. Mà nhất là con chị á, tới mùa lạnh là bị ho, chị tự chữa luôn, là nó cũng hết ho luôn, ho cũng bị nữa. Rất là vui. Tuyệt vời. Hôm nay may là có buổi này mới gặp chị ở trên lớp. Đúng rồi. Hồi nãy chị nhảy cho chị làm, chị dán thử nè. Mà cái chỗ này á, về những cái vùng thẳng này thì không sao, mà cái chỗ này nó nóng cực kỳ luôn em. Chị dán hai miếng hai bên mà nó nóng cực kỳ luôn á. Tại vì chị cũng bị thận, nhưng mà chị bị nang thận. Chị có cái nang thận đó. Đó. Cho nên là bây giờ chị dán mà đúng là chị thấy nó nóng, mà chị nghĩ là do cái nang thận của chị á. Nó có vấn đề, cho nên là chị thận có vấn đề, chị dán ở bên này rất là nóng. Mà chỗ này thì không sao, chỗ này không sao, chỗ này nóng cực kỳ luôn. Mặc dù hai miếng thuốc dán rất là nhỏ. Mà nóng nãy giờ luôn đó. Chị Thanh Bùi đang quay hơi sai một tí, mà mọi người lưu ý quay cổ tay á, thì mình cố định cái bả vai và cái tay nha, mình chỉ quay mỗi thôi. Đấy, đúng rồi, thì nó mới có tác dụng, chứ còn nếu mà mình quay cả cái cánh tay này thì nó chẳng có cái tác dụng gì hết. Hồi mà mới biết diễn chẩn đó là chị cứ đi làm xong về làm cho xong nhanh để vô phòng mở coi. Rồi suốt con biết xong rồi chị truyền đạt cho nhiều người á. Bây giờ có nhiều người giáo viên họ cũng mê lắm, họ cũng tự lên YouTube họ học luôn. Đấy, em đồ nghề chị nhiều lắm. Nhiều cực kỳ luôn, chị mua rất rất là nhiều. Dạ, rồi. Nhiều lắm. Học cái gì cũng có. Học trò cũng có Thảo đúng không ạ? Nhiều lắm. Dạ. Không, kể học trò của em nữa chứ, chị cũng học lớp căn bản. Em chỉ có học lớp đẹp của em mà. Ok. Áp dụng mà được cái gì thì cứ chia sẻ lên trên nhóm cho mọi người có động lực nha chị. Cảm ơn chị Kiều, cảm ơn chia sẻ của chị. Vừa thấy có Nguyễn Thảo giơ tay, xin mời Nguyễn Thảo chia sẻ. Hôm nay em bị ấn nhầm ấy cậu. Ok. Còn ai muốn chia sẻ nữa không ạ? Ai có câu hỏi hay có chia sẻ gì không ạ? Thì nếu mà mình cho chị học đi. Quay cổ tay á, nếu mà mình để cái ngón cái ra ngoài á, có được không? Tại chị thấy chị để ngón cái ra ngoài thì nó thuận hơn là chị giấu cái ngón cái vào. Cảm ơn câu hỏi của chị Thảo. Nếu mà theo thầy hướng dẫn thì thầy nói rằng là khi mình nắm cái ngón cái ở bên trong này, nó mới đồng ứng với cái đầu. Còn nếu mà mình để ra ngoài thì nó đồng ứng với quả tim. Và mình cho ở bên trong này mình thấy cơ thể mình nó mới nóng lên, chứ còn mình để ra bên ngoài này mình sẽ không thấy cái tác dụng đâu. Đó, nên là khi mình quay cổ tay thì mình nên nắm vào bên trong như thế này nhá. Dạ, cảm ơn cô. Cho chị chia sẻ Ngọc Anh. Dạ, xin mời chị Sương ạ. Chị chia sẻ về cái búa hôm nay này. Là trong cái bài này chị cũng thấy có cái búa hôm nay, và thật là cái cây búa này nó rất là có cái công hiệu. Hôm đó là chị bị ngứa toàn bộ cái vùng bụng luôn, ngứa dễ sợ luôn, ngứa mà chị lấy hơi lấy ngải cứu
rồi hơi hơi nóng rực luôn, là lúc đó thì nó bớt rồi, nó hết ngứa xong, nhưng mà ngủ qua đêm rồi sáng dậy nó cũng cứ ngứa. Và lúc đó là sáng dậy thì thường thường là cái dụng cụ gì chẳng chị hay bỏ lung tung, chị bỏ lên đầu giường, thành ra là khuơ cái tay cắm cái búa, là giúp cái búa là chị gõ khắp cả cái vùng bụng luôn, gõ nó ngứa quá nên mà gõ cho đã đời luôn. Gõ xong một thời gian xong là sáng dậy nó hết luôn, hết ngứa. Xong đến chiều lại thì chị cũng nghĩ thôi chắc thì mình làm như vậy thì chắc phải hơi cho nó chết cái con vi trùng ngứa. Xong nhưng mà hơi sao mà thấy nó cũng không hết ngứa. Nhưng mà lần sau, ngày hôm sau chị gõ lại một lần nữa là nó chết hết luôn. Tuyệt rồi. Dùng cái búa là gõ nó rất là nhanh, chỉ cần gõ không thôi, không cần hơ, không cần làm cái gì hết, nó cũng hết. Mà gõ trực tiếp luôn. Chị gõ trực tiếp luôn, gõ bùng bùng luôn, cứ đã ngứa mình gõ cho đã ngứa luôn là tự nhiên nó cũng hết luôn, không còn gõ. Chị gõ hai lần duy nhất là nó hết luôn. Thế hôm nào tổ chức một buổi chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mọi người về cách sử dụng cây búa nhỏ này nha. Ai có kinh nghiệm gì vào hết cái buổi hôm đấy để chia sẻ nha. À, cái búa nó rất là hay. Tuyệt vời, cảm ơn chị. Cái phần chia sẻ của em hôm nay thì chắc là dừng ở đây. Không biết là mọi người có câu hỏi gì không? Và nếu mà mọi người vẫn còn câu hỏi thì mọi người có thể một là gửi vào nhóm Zalo. Muốn xem lại cái video này thì em sẽ ghi hình lại và up lên trên website và kênh YouTube sau. Còn những cái dụng cụ hướng dẫn trong cái buổi ngày hôm nay thì em tổng kết lại ở đây. Tên để mọi người nếu mà có cần hỗ trợ từ đội ngũ diện chẩn online thì mọi người còn biết tên để mà gọi, đúng không ạ? Có cây sao chổi này, lược mini này, lăn đinh cào này, búa nhỏ này và giò sừng nhá. Chắc là mọi người trong nhóm này thì cũng đầy đủ dụng cụ hết rồi. Ok, mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì mình sẽ cùng bật mic và chào nhau tạm biệt mọi người đã rất là nghiêm túc trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chào Ngọc Anh. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn các bạn. Cảm ơn cô giáo ạ. Cảm ơn cô. Chào Ngọc Anh nha. Lớp làm đẹp của mình gặp lại nhau một chút xíu nha. Lớp làm đẹp mình vào lại cái đường link cũ nha mọi người. Dạ. Chào cô giáo, chào cả lớp làm đẹp. Quay lại lớp làm đẹp ạ. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn Dũng. Không có gì. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô, chào cô. Chào mọi người. Chào cô.